Chúa Nguyễn Ánh giam vợ ném con xuống biển, thực hư câu chuyện ra sao? Gia Long 1762-1820, tên húy là Nguyễn Phúc Ánh, thường được gọi là Nguyễn Ánh, là một nhà chính trị, nhà quân sự người Việt Nam, là vị vua sáng lập ra nhà Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời vào năm 1820. Theo Nguyễn Phúc Tộc, thế phả do Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc biên soạn, nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 1995, thì Nguyễn Ánh có tất cả 21 bà vợ, 13 hoàng tử và 18 hoàng nữ. Từng có sách sử ghi chú rằng Nguyễn Ánh từng giam vợ và ném con xuống biển. Thực hư câu chuyện này ra sao? Bạn hãy tiếp tục xem video để được từ điển lịch sử giải đáp nhé! Có nhiều giai thoại về vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, thế nhưng có những giai thoại không đáng tin vì sự giải thích theo lối giả tưởng gắn liền với tính cách mà người đời suy xét ở Nguyễn Ánh. Trong cuốn Theo dòng triều Nguyễn, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2018, tác giả Tôn Thất Thọ cho rằng những thông tin giải thích theo lối giả tưởng gắn liền với tính cách mà người đời suy xét ở Nguyễn Ánh như trên là không đáng tin. Ông đã dẫn nhiều tư liệu có độ chính xác cao và những thông tin được giải thích trong cổ thư Việt Nam Phong Sử để bác lại những thông tin chưa đúng đắn này. Câu chuyện mang tính xấu của Chúa Nguyễn Ánh. Theo giải thoại, năm 1783, sau khi bị quân Tây Sơn truy đuổi, Nguyễn Ánh mang vợ con cùng đoàn tùy tùng chạy ra đảo Côn Sơn, Côn Đảo. Tại đây, ông đã lập nên ba làng là An Hải, An Hội và Cỏ Ống. Để đánh lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh dự định gửi con cả là Hoàng Tử Cảnh đi theo cố đạo Bá Đà Lộc sang Pháp cầu viện. Bà Phi Yến tên thật là Lê Thị Râm, là người vợ thứ của Nguyễn Ánh đã can ngăn chồng là đừng làm việc cóng dẫn cắn gà nhà để người đời chê trách. Nguyễn Ánh không những không nghe theo lời khuyên của bà mà còn tức giận, nghi ngờ bà thông đồng với quân Tây Sơn nên định giết vợ. Nhờ quân thần can xin, Nguyễn Ánh đã tống giam bà vào một hang đá trên đảo Côn Lôn. Về sau, núi đó được đặt tên là Hòn Bà. Khi quân Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển. Hoàng tử Cải, còn gọi là Hoàng tử Hội An, con của bà Phi Yến lúc đó mới 4 tuổi đòi đi cùng mẹ. Trong cơn tức giận và nghĩ rằng bụng dạ Cải rồi cũng như mẹ nó, nên Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Xác Hoàng tử Cải đã trôi vào bãi biển Cỏ Ống, được dân làng chôn cất tử tế. Bà Phi Yến sau đó được một con vượn và một con hổ cứu ra khỏi hang và về sống chung với dân làng. Một lần sau khi bị một kẻ xúc phạm, bà đã tự tử để thủ tiết với chồng. Nhân dân trên đảo vô cùng thương tiếc bà và đã lập nên một ngôi miếu để thờ bà. Từ chuyện tích trên mà người Nam Bộ có câu ca: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Minh oan cho Chúa Nguyễn Ánh. Theo sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, Nguyễn Ánh có tất thảy 21 bà vợ, 13 hoàng tử, 18 hoàng nữ. Thế nhưng không có bà nào tên là Râm và người con tên là Cải. Mặt khác, Nguyễn Ánh sinh năm Nhâm Ngọ 1762, năm Ất Mùi 1775, ông theo Chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy vào Nam trước sự truy đuổi của quân Trịnh. Lúc ấy, ông mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Không có tư liệu nào nói rằng Nguyễn Ánh có đem theo một bà vợ khi chạy trốn cả. Trong thời gian bồn đào, ông chưa từng ban thụy cho ai, lý do là ông chưa phải là vua. Vì thế sẽ không có chuyện ông đã ban tên thụy bà Phi Yến cho bà Râm được. Bài Miếu Bà Thờ Ai của tác giả Đinh Văn Hạnh đăng trên tạp chí Xưa và Nay cho biết, các nhà viết sử nhà Nguyễn ghi chép lại sự kiện Nguyễn Ánh đến tá túc tại Côn Đảo, nhưng lại ghi thêm rằng chỉ nghe kể chép lại. Do vậy, tác giả cho rằng Nguyễn Ánh chưa từng đặt chân lên Côn Đảo và giai thoại lưu truyền trong dân gian là một sự kiện không có thật. Theo cụ phó bà Nguyễn Văn Mại, sinh năm 1852, không rõ năm mất, tự Tiểu Cao, người Quảng Điền Thừa Thiên, lịch sử ngụ trong phong đào và ta có thể tìm những điều còn khiếm khuyết trong quốc sử từ phong tục của nhân dân. Tuy nhiên, những câu ca dao cổ siêu tầm trong cuốn cổ thư có nhiều câu rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng nắm được nguồn tích của những câu ngụ đó. Ví dụ như câu Đường vô xứ Nghệ rành rành, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Câu phong giao này chỉ quyết định đưa quân vào Nghệ An của Lê Lợi năm 1424. Quyết định này đã tạo ra một bước ngoặt về chiến thuật trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ở trong thì Lê Lợi vỗ yên đất Thuận Quảng, ở ngoài thì chống quân Minh và không đầy 20 năm sau, ông đã trở thành hoàng đế của nước Nam độc lập. Trở lại với câu ca, gió đưa cây cải về trời,
rau răm mở lại chịu lời đắng cay. Cổ thư Việt Nam Phong Sử giải thích như sau. Cải là rau cải có thể làm dưa, tháng mùa đông bắt đầu gieo hạt mà trồng. Trời là thiên trời, chiều thanh bên tàu. Răm là rau có vị cay, mọc ở chỗ đất thấp. Theo sử ký, Nguyễn Thị Kim, người làng Tì Bà, huyện Lương Tài, là cung phi của vua Lê Triều Thống. Lúc ấy, quân Tây Sơn chiếm thành Thăng Long, vua cùng Hoàng Thái Hậu và các cung phi chạy lên Cao Bằng, nếm bao nhiêu nỗi đắng cay. Đến khi Triều Thống sai người cầu cứu nhà Thanh, thì trước hết bí mật khiến người hộ tống Thái Hậu và con trai trưởng sang tàu, còn cung phi Nguyễn Thị Kim đi theo không kịp, phải buồn hận trở về âm thầm, ẩn tránh trong dân gian, lo việc làm ruộng, nuôi tằm dệt vải bằng sức lực của mình. Ngày xưa sống với phấn sáp cung trang, ngày nay trở về thành đàn bà quê với áo vải thoa gai. Vua thì chạy, nước thì mất, nỗi đắng cay không xiết được, cho nên làm thơ phong giao để tự ví mình. Cải là thứ rau có vị đắng, ví với Thái Hậu, rau răm cũng có vị đắng, ví với cung phi. Nói Thái Hậu đi xa sang thiên triều chưa biết cam khổ ra sao, một mình cung phi ở lại trong nơi đất giặc đóng, phải chịu nhiều nỗi đắng cay. Về sau, vua Triều Thống ở Yên Kinh bị bệnh mà chết, Triều Nguyễn đã xin nhà Thanh đưa linh cữu của vua về nước. Cung phi Nguyễn Thị Kim đến trước linh cữu, lại khóc rồi uống thuốc độc chết. Như vậy, ý nghĩa câu phong giao trên là chỉ nỗi đắng cay của một cung phi của vua Lê Triều Thống, chứ không phải là câu chuyện bi thương của mẹ con bà Răm như lưu truyền. Qua những dẫn chứng trên, có thể nói rằng việc vua Nguyễn Ánh giết vợ ném con xuống biển chỉ là một giai thoại được thêu dệt, hoàn toàn không phải sự thật. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!